Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo VKT. Thì hôm nay chúng ta lại có thêm cho mình một con game Pokemon nữa nha. Phiên bản nghe nói là ít hơn bản trước nhưng mà quà skin đồ nhiều hơn. Nhiều hơn, đây là Rương Tự Chọn ha, thích gì chọn đó. Cũng chưa biết luôn. Nghe nói là đầu vô không phải chạy nhiệm vụ tân hữu, tân thiết, tân the, tân gì hết. Cũng chưa biết luôn, chưa biết gì hết. Nói chung là Heo chỉ mới tải về thôi và chưa vào game. Bản này thì chắc nhiều kênh người ta up hết trơn rồi, nhưng mà dạo này Heo kiểu như bị chậm á. Ok. Ui, nhưng mà được cái bản này nghe nói là chơi được lâu dài nha mấy ông ơi. Nghe nói là có nhiều server rồi event đồ này nọ. Đấy, đấy, vô nhận nè, Rương nè, đó, điểm danh ngày đầu đấy. Ôi, cái này có bộ cài lâu dài được à. Nhưng mà quan trọng là nó có mượt hay không, chứ bản lần trước là không mượt nha. Rương full hero này nha. Nào, ok, rồi. Đây, gì à, hãy chờ. À, siêu à. Thế mà hãy quay vòng là hãy ớn rồi đó. Ok, nghe nói có đây Rương Hero à. Rương Hero cũng bình thường à. Level bao nhiêu đây? Cái này chắc chơi lâu dài được á, 91 à. Chứ nó không có kiểu sô bồ như mấy bạn kia ha à. Kiểu chậm cài cuốc. Rương skin. Wow, full tất cả skin luôn. Có mấy cái skin mới luôn kìa anh em ơi. Wow. À, được quá đi chứ. Kìa, ok. Rồi đá đồ này nọ. 20.000 và 2.000 mảnh vạn năng, 2 triệu kim cương. À, siêu bà. Rồi đây gì vậy? Này chắc quà. À, không phải quà. Bắt cái gì đó. Này túi ơi, có gì không? Nhiệm vụ hàng ngày thì chắc cũng không có gì. Bản này chưa chơi nên cũng không biết cày cuốc sao luôn. Rồi, để vô coi mega của nó có gì. Đây, mega thì chắc cũng như mấy bạn kia. Đúng rồi, cũng như mấy bạn kia thôi các bạn ơi. Cũng không có gì nhiều. Đó. Rồi event thì băm đồ, ok, cũng như mấy bản thường thôi. Rồi đồ giám đâu, Pokédex đâu. Đây, không phải đây, Pokédex đây. Wow, ít bởi à. Ok đấy. Nhiều đấy, hai con này luôn. Wow. Nhìn thấy cũng nhiều đấy, ngon đấy. Wow, wow. Bản này cập nhật kinh vậy, có luôn 2 con ếch mới luôn hả? Uầy. À, được quá đi chứ. Uầy. Có con này. Ui, khoan, nếu mà có con này. Uầy, từ từ. À. Đâu rồi ta, không phải rương này. Cái rương nào ta? Không phải rương này. Đây, cái rương này. Như không có con đó hả ta? Ủa vậy nó ra cái này đâu phải cái rương full Pokemon. Không rồi. À, xíu bà. Rương này rương gì đây? Rương báu vật, rương này rương skin. Theo tưởng đó là full Pokemon là chúng ta có được luôn 2 con cuối. Cái con ếch gì đây? Nhập code đây. Game này có code. Code thì vẫn dưới bình luận nha các bạn ơi. Ok. Uầy. Không. Đấy. Uầy. Đây. Ui, cái này được này. Được thêm một rương nữa. Để vậy chụp cho nó đẹp. Ok. Ủa sao nó vẫn trôi ta? Nó vẫn trôi, nó không đứng yên được ta. Ok. Ê, ngon, ngon. Full skin cái kiểu luôn. Ok, nó dựng trôi. Rồi. Ok. Wow. Hợp lý quá trời. Được thêm một rương nữa nè. Rồi, có thứ hai. Được thêm rương nữa không? Rồi, méo. Ui, 15.000 thể lực. Ảo ma Canada. Rồi, code cuối 333. Ồ, rương gì vậy? Phải có 444 không? Không, không có. 555. Hưởng là bên Trung Quốc nó không xài 44. À, cũng không có luôn. Rồi, không có thì thôi. Giờ lượng mấy cái event đồ coi coi có gì ngon không. Ok, tính ra nó là một con game kiểu cày cuốc nên là ê, trong túi chúng ta có cái vé đâu. Vé này là vé gì đây? Vé này là vé gacha bên này. Nó không có vé lạp gì hết nha. Cũng hơi tiếc ha. Bản này mà có được cái vé lạp nữa là thơm. Mà thôi, đâu ai đòi hỏi được gì nhiều. Vậy là hôm rồi. Đấy, nó cũng tương đương với mấy các bạn kia. Rồi online điểm danh 7 ngày đồ này nọ thì quà nó cũng hôm. Đấy, 7 ngày, 2 ngày, 3 ngày đồ này nọ thì quà nó cũng nhiều ha. VIP thì max VIP 10, 20 mấy, 30 mấy. Ui, 27 là full nha các bạn ơi. Nhưng mà nó để hai con kia chắc không có mở ra được hai con kia đâu. Theo nghĩ thì chắc không mở được ra đâu. Ui, đây có mấy con ngon này. Ảo thịt đấy, 25 nha. 25. Wow. Rương gì đây? Không có biết luôn. Có nhiều rương thấy cũng lạ lạ đấy. Còn quà dưới 18 thì cũng bình thường. Đây, phi 4 triệu kim cương. Rồi, quà hàng ngày, điệp danh đồ, event, event đồ. Mấy cái gói ngoài này, ui, mua được bằng kim cương này bộ. Cũng được, cũng được, cũng được. Ôi, nguyên liệu mua bằng kim cương được nè. Được. Shop bán bằng kim cương thì cũng được đấy. Cái này kiểu cho anh em chơi trải nghiệm á. Nhưng mà trước mắt là thấy cũng ok. Không có bị lắc liếc gì. Ngày 2, ngày 3 nè, ngày 4, ngày 5, ngày 6, ngày 7 nè ha. Vô gacha cái coi. Cái này thì chắc đợi vài hôm cho nó ra hết mấy con củ chuối rồi chúng ta lấy mấy con ngon hơn. Ok. Này tùy anh em thôi ha. Heo thì cũng không rành mấy con này lắm. Đấy, ok. Thường là bao nhiêu quên mẹ nó rồi ta. Như là 8 lần hay là như là 8 9 lần vậy đó, 9 lần chúng ta mở được ra một con. Ok luôn. Đấy, rồi ra một con. Bao nhiêu là 8 lần đó. Thì tùy anh em thôi đó. Chơi thì tải về link dưới phần mô tả cũng như là bình luận. Giờ vô hai rương skin. Để coi chúng ta có được có gì đây. Con này con gì quên mẹ nó rồi. Con này không biết skin gì luôn. Wow. Ui, con này con gì vậy ta? Uầy, kiếm và khiên. Khá nhiều skin đấy. Nhưng mà chúng ta chỉ có một rương hero thôi. Đó là cũng không biết là đi lấy cái gì đây. Con này thử không? Hai rương luôn mà. Thử đi. Ok. Con này là con Z. đậu thứ chuyện thiệt chứ. Lấy con Z thì làm gì ta? Ray qua da thôi. Giờ lấy con gì giờ? Đâu có con gì khác đâu lấy. Này đá, này đá không à. Này mở ra gì à? Hero. À không luôn, đá thôi. Cái này về đây. Ồ, mảnh hả? Này là Rương chọn hero này. Đó. Ok. Wow. Mấy con này mấy con quen không à. Thôi thì bắp thì chọn đại đi chứ giờ sao giờ các bạn. Phải chi còn lần nữa để chọn. Hồi nãy là chọn con nào quên mẹ nữa rồi. Nãy chọn con này đúng không? Hồi nãy biết chọn con này, thử coi cái này là con nào. Hết rồi, hết sự lựa chọn rồi. Kiếm đi. Kiếm hôm bữa heo chưa có. Ok. Ui. Nào. Ủa rương này rương gì à? À rương báu vật. Rương hero đây. Ok. Đâu rồi, kiếm đâu? Này khiên, này kiếm nè. Ok. Nào vô chọn skin của em nó và quẩy thôi. Đâu rồi, skin của em nó đây. Wow, đợt trước không có xài được. Ok, rồi thôi bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Thì link thì vẫn như cũ nha. Giữ bình luận nha các bạn ơi. Đấy. Lấy con này ra thôi. Một mình con kiếm đi đánh được rồi. Cho nó in tiêu coi thử ai. Ok, ok. Thì ra là hai cây kiếm đây trước mặt vậy đó hả. Bông sen, bông súng đồ ha. Bông ị, bông ơ đồ ha. Đó, ui, ui. Từ chiêu cũng được phết đấy chứ. Nào, kiếm một cái nộ ai. Nhưng mà cái này nó ít skin hơn cái kia ha. Chắc là ít anh em hít này lắm. Rồi, nào, nổ cái nào. Đấy, đấy. Ôi, ôi. Được đấy, được đấy. Xì bà. Hoài, hoài. Cũng được đấy. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.